Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Prius phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 quý bạn nhé, và chiếc xe này là bản cao nhất của Toyota Prius rồi. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Prius có phiên bản E, phiên bản G. Phiên bản E thì có phiên bản số sàn và phiên bản E số tự động. Phiên bản G là phiên bản cao nhất rồi, chỉ có số tự động thôi. Và phiên bản này đầy đủ hết đồ rồi các bạn nhé. Đấy, đây là cái phiên bản G. Và chiếc xe này là màu đen quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là màu đen và là phiên bản G. Nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn cũng đã được phân biệt ngay được nó là cái phiên bản G từ option của bạn nhé. Đấy, đèn pha bi xenon. Đấy, nhìn qua bên ngoài chúng ta phân biệt được bản G hay là bản E thì nó ở cái đèn pha bi xenon đây các bạn này. Đấy. Và chiếc xe này được sở hữu là màu đen, rất là bóng và rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, và chưa có bị xước sát gì đâu, còn đẹp luôn ạ. Chúng tôi cam kết là không có bị tai nạn gì cả. Đấy. Khóa thì đã là có khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi. 2019, phiên bản này là phiên bản form mới các bạn nhé. Đấy, nội thất là màu vàng kem, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe Toyota Prius G mới lăn bánh có hơn 7 vạn thôi, cho nên là nội thất còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, nội thất da cao cấp rồi. Ở cái phiên bản G thì xe cũng đã được trang bị nội thất da nguyên bản theo xe quý bạn nhé. Đấy, và chủ xe cũng đã ốp bậc cửa này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản G, sản xuất năm 2019, mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi, cho nên tất cả còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi lại quên không để chìa khóa ở trong xe, cho nên là không xem được cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này, mới lăn bánh có hơn 7 vạn thôi các bạn ạ. Và chiếc xe này cũng đã được chủ xe trang bị màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ, không còn thiếu bất kỳ một cái gì nữa. Và ở chiếc xe này thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị thảm lót sàn 5D. Lót sàn 5D rất là đẹp rồi, bậc cửa inox rất đẹp luôn, và chủ xe rất là cẩn thận đấy các bạn ạ. Rất là mới luôn, toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Toyota Prius G sản xuất năm 2019 này, chúng tôi đang bán với giá là 428 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Prius G 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Prius G này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hiện tại thì cửa hàng chúng tôi đang còn rất nhiều những chiếc xe ở phân khúc hạng B, phân khúc chạy dịch vụ các bạn nhá. Đấy, tại vì chúng tôi cũng biết được là thời điểm này rất nhiều người đang cần mua xe về để chạy dịch vụ, để kiếm Tết, cho nên là chúng tôi tập trung vào những cái xe ở cái phân khúc sedan hạng B để cho quý vị và các bạn phục vụ Tết các bạn nhé. Chính vì vậy mà tôi cũng mong quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe để chạy dịch vụ, để kiếm Tết thì hãy đến trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi. Tại đây chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Honda City,
Toyota Vios hoặc Hyundai Accent phân khúc sedan hạng B quý bạn nhé. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G màu đen sản xuất 2019 này quý bạn nhé. Với nội thất sở hữu là màu vàng kem, rất là đẹp, rất là mới quý bạn ạ. Đấy, quý bạn xem này, mới lăn bánh có hơn 7 vạn thôi, cho nên là chiếc xe còn rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đẹp toàn bộ từ ngoại thất. Ngoại thất thì chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Còn nội thất thì rất là mới, do chủ xe chạy ít và lại rất giữ gìn, cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp nha các bạn ạ. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh, tất cả các thứ các bạn xem này, đấy, đều rất đẹp này. Màn hình Android thì đã được chủ xe lắp sẵn rồi. Đấy, vô lăng, cần số, tay phanh, các bạn thấy đấy ạ, đều rất là đẹp các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 7 vạn km thôi quý vị các bạn ạ, đều rất mới, rất là đẹp đây. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng cho quý vị các bạn xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe rồi. Lốp liếc thì rất là đẹp đây. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios G 2019 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi các bạn nhé, dung tích 1.5 lít. Đấy, động cơ này thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ, đua VVTi. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn là nó còn nguyên bản. Nguyên bản toàn bộ, nguyên bản tất cả từ những con ốc, nguyên bản từ ốc chân cabo, đấy, ốc cabo cho đến keo chỉ cabo. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, tem cabo này. Toàn bộ cái ốc cabo, đấy, là còn nguyên bản vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả còn nguyên bản từ ốc cabo đến ốc mặt máy, ốc chân máy. Đấy, còn đẹp. Không những nó còn nguyên bản và còn rất mới và rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn mua những chiếc xe này tại cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đây ạ. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2019 này, hãy liên hệ ngay đến cửa hàng chúng tôi các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.